Việc điều trị gan nhiễm mỡ sẽ tập trung vào thay đổi cái lối sống sinh hoạt và thay đổi cái thực đơn của chúng ta. Hãy điều chỉnh một chế độ ăn lành mạnh. Điều chỉnh chế độ ăn là một phần quan trọng trong điều trị bệnh gan nhiễm mỡ. Chúng ta hãy hạn chế tiêu thụ các chất béo bão hòa và đường. Thay vào đó, chúng ta tăng cường ăn các loại rau củ quả, ngũ cốc nguyên hạt và các loại protein, các loại thịt lành mạnh khác như cá, thịt gà, thịt trắng nhất định. Thịt gà chúng ta có nên ra hầu như tất cả các loại da, đặc biệt là da gà nó chứa nhiều cholesterol thì chúng ta không nên ăn. Ăn nhiều các loại đậu và hạt. Hãy tập thể dục đều đặn. Chúng ta hãy lựa chọn cho mình một môn thể dục thể thao phù hợp, chẳng hạn như đi bộ, chạy, bơi, tập yoga, hoặc nhiều người hay thích tập gym. Neke cũng là một cái phương pháp để nó giảm mỡ rất là tốt. Hoặc là chúng ta có thể tham gia các cái hoạt động thể dục nhịp điệu. Hãy tập đều đặn hàng ngày để giúp cơ thể chúng ta được điều chỉnh, điều hòa, thải chất độc và cũng có thể là hỗ trợ thải mỡ ra. Kiểm soát cân nặng thường xuyên cũng là một cách để chúng ta chữa trị cái bệnh gan nhiễm mỡ. Khi mà béo phì thừa cân, nó sẽ là những yếu tố chính, nguy cơ chính cho bệnh gan nhiễm mỡ. Khi chúng ta giảm cân, có thể giảm mỡ trong gan và cải thiện chức năng gan. Tuy nhiên là quá trình giảm cân này, các anh chị phải tham khảo bác sĩ hoặc những chuyên gia dinh dưỡng để chúng ta có một cái kế hoạch, lập cho ta một kế hoạch giảm cân an toàn và hiệu quả. Một yếu tố quan trọng nữa là chúng ta kiểm soát tiểu đường và các nguy cơ khác có thể làm giảm nguy cơ tổn thương gan, và các vấn đề liên quan đến gan cũng làm giảm nguy cơ mà chúng ta mắc bệnh gan nhiễm mỡ.